trụ sở tòa án tối cao bang Alabama. Reuters tháng trước, Tổng trưởng lý bang Alabama Steve Marshall đã yêu cầu tòa án cho phép hành quyết tử tù Kenneth Smith, người bị kết tội giết người năm 1996, bằng cách sử dụng mặt nạ kết nối với một bình khí nitơ để khiến ông bị ngạt thở vì thiếu khí oxy, theo Reuters. Các luật sư của ông Smith cho rằng phương pháp chưa được kiểm chứng có thể đi ngược hiến pháp Mỹ vốn cấm các hình phạt tàn nhẫn và bất thường, đồng thời lập luận rằng nỗ lực thi hành án tử hình với ông bằng bất kỳ phương pháp nào lần thứ hai là vi hiến. Các chuyên gia về tử hình cũng cho biết bang Alabama chưa cung cấp đủ thông tin chứng minh việc sử dụng một loại khí không màu, không mùi bên trong phòng thi hành án tử hình có thể giảm thiểu nguy danger cho lực lượng thi hành án và những người khác. Ông Smith, 58 tuổi, là một trong số chỉ hai người còn sống ở Mỹ từng không chết trong khi thi hành án tử hình. Trong vụ hành quyết diễn ra vào tháng 11 năm ngoái bằng cách tiêm thuốc độc, nhiều nỗ lực tiêm thuốc theo đường tĩnh mạch đối với tử tù này đều thất bại. Hầu hết các vụ hành quyết ở Mỹ đều sử dụng phương pháp tiêm thuốc ức chế thần kinh gây chết người, nhưng phương pháp đã tồn tại hàng thập niên này ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong những năm gần đây. Một số bang gặp khó khăn trong việc có được số thuốc cần thiết khi các công ty dược phẩm từ chối bán chúng cho hệ thống nhà tù. Khám nghiệm tử thi đã phát hiện phổi của những người bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc chứa đầy chất lỏng sủi bọt có máu. Theo những người phản đối án tử hình, điều này cho thấy tử tù phải chịu đựng cảm giác chết đuối khi bị hành quyết bằng phương pháp này. Để được tòa chấp thuận, văn phòng tổng trưởng lý Alabama đã công bố một phiên bản được bi